Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một chú vịt như thế này. Đầu tiên tụi mình cần một tờ giấy. Tờ giấy hình vuông màu vàng. Tiếp theo tụi mình gấp đôi lại thành một vòng hình tam giác. Gấp lại hình tam giác. Bên này. Bên này cũng hình tam giác như bên kia. Subscribe cho kênh nhà Tôn Đức TV của mình nha. Tạm biệt các bạn.